kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm ngày 22 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 22 tháng 6, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật viễn thông sửa đổi. Đại biểu Quốc hội Cao Bằng Nguyễn Đình Việt tham gia góp ý vào dự thảo dự án luật này. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng. Chia sẻ về quan điểm sửa đổi luật viễn thông, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, hạ tầng viễn thông là hạ tầng thiết yếu được nhà nước ưu tiên xây dựng và được nhà nước bảo vệ. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông triển khai hạ tầng trên đất công, tài sản công. Nhà nước ban hành quy hoạch, quy định, quy chuẩn về sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung hạ tầng với các ngành khác để đảm bảo hiệu quả đầu tư và mỹ quan đô thị. Đặc biệt, khi chuyển sang 5G, 6G tần số cao nên phủ sóng hẹp, cần nhiều trạm phát sóng. Do vậy, hạ tầng sẽ tăng lên gấp bội nên sẽ càng cần hơn việc chia sẻ dùng chung hạ tầng. Luật sửa đổi quy định rõ ràng hơn về thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn và về xử lý tranh chấp đối với xây dựng hạ tầng viễn thông. Góp ý vào dự thảo luật này, đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Nguyễn Đình Việt cho rằng, việc quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chưa rõ ràng và không rõ cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp viễn thông trong điều kiện, hoàn cảnh nào có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp viễn thông. Yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, đề nghị cần quy định rõ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc điều kiện hoàn cảnh cụ thể yêu cầu doanh nghiệp viễn thông phải cung cấp điểm truy cập mạng viễn thông và các điều kiện kỹ thuật nghiệp vụ cần thiết khác tương tự như quy định tại khoản 5 là theo quy định của pháp luật về quốc phòng an ninh quốc gia và tình trạng khẩn cấp, hoặc khoản 7 trong trường hợp bạo động bạo loạn sử dụng dịch vụ viễn thông xâm phạm an ninh quốc gia chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhất là trong khi khoản 8 điều 5 dự thảo luật giao Chính phủ quy định về an ninh thông tin, nhưng tại dự thảo nghị định lại chưa quy định, chưa đề cập đến nội dung khoản 6 này. Thứ hai, về quyền nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông, điểm E khoản 1 điều 13 quy định doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng có quyền thực hiện nhiệm vụ viễn thông công ích do nhà nước giao. Tôi đề nghị chuyển nội dung này sang khoản 2 quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp hoặc sửa thành được tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông công ích do nhà nước giao như quy định tại điểm C khoản 3 điều 13 sẽ phù hợp hơn. Vì nếu là quyền thì doanh nghiệp có thể thực hiện hoặc không thực hiện, trong khi nội dung quy định là thực hiện nhiệm vụ có nghĩa là phải làm, phải thực hiện. Thứ ba, về cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet khoản 2 điều 22 quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet theo hình thức không thu cước nhưng có số lượng người sử dụng dịch vụ hoặc phát sinh lưu lượng dịch vụ tại thị trường Việt Nam vượt ngưỡng phải có biện pháp bảo đảm sự hoạt động ổn định của dịch vụ. Đồng thời, khoản này cũng giao Chính phủ quy định chi tiết. Đại biểu Nguyễn Đình Việt cũng cho rằng quy định như dự thảo luật và dự thảo nghị định vẫn khó khả thi do chất lượng dịch vụ, sự hoạt động ổn định của dịch vụ này phụ thuộc nhiều vào khả năng truy cập Internet do các doanh nghiệp viễn thông cung cấp. Do đó, đề nghị nghiên cứu quy định lại nội dung này cho phù hợp. Các ý kiến đại biểu cho rằng, việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật là một chính sách đang được nhà nước khuyến khích nhằm tránh việc các đơn vị thi công rải rác, không đồng bộ, ảnh hưởng đến quy hoạch, cảnh quan không gian. Qua nghiên cứu khảo sát cho thấy, việc kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông đang gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc từ khâu quy hoạch cho đến tổ chức thực hiện, nhất là vấn đề đơn giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Mặc dù có hướng dẫn về cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, nhưng nội dung chưa được rõ ràng và gây nhiều vướng mắc khi áp dụng trên thực tế. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, kỳ họp thường lệ giữa năm, sáng ngày 22 tháng 6, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra nhóm báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan.
cuộc họp tiến hành thẩm tra các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm của tỉnh ước đạt 3,29%, tốc độ tăng trưởng đạt 6,35%, công nghiệp và xây dựng giảm 5,47%. Di rời đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà mới đạt 10,74% kế hoạch. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, toàn tỉnh trồng được 172,99 ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 17 trên 139 xã đạt 19 tiêu chí. Về thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, toàn tỉnh có 97 sản phẩm OCOP, trong đó có 9 sản phẩm OCOP đạt 4 sao và 88 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham luận góp ý kiến về một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, các đại biểu đánh giá kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân một số chỉ tiêu phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm đạt thấp, nhất là về tình trạng nợ đọng thuế tại một số doanh nghiệp, vấn đề chi cho lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng công trình, xử phạt lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thủ tục hành chính về đất đai, việc phân bổ kinh phí chi thường xuyên, vấn đề quản lý tài sản công, các trụ sở làm việc sau sáp nhập. Trong phiên làm việc buổi chiều, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tiếp tục thẩm tra nhóm dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách. Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân dự và phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Nhấn mạnh vai trò cấp thiết của việc trình ban hành dự thảo nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nông Thanh Tùng cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần làm rõ nội dung quy định về tỷ lệ phần trăm trong việc chi trả chi phí vật tư, nhân công, cần nghiên cứu cách tính chi phí hợp lý, dễ áp dụng. Theo đồng chí, cần tránh rườm rà gây khó khăn trong công tác triển khai hỗ trợ, đặc biệt đối với các hộ gia đình quy mô nhỏ lẻ khi xảy ra dịch bệnh gia súc gia cầm. Đối với nghị quyết về mức chi một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, quy định đối tượng áp dụng đối với các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, các đối tượng khác có liên quan tới việc lập, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Mức chi quy định từ 100 đến 150.000 đồng một người một buổi đối với từng nội dung chi cụ thể. Cho ý kiến thẩm tra các dự thảo nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, nghị quyết thông qua danh mục các dự án công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2023, nghị quyết thông qua danh mục các dự án công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2023. Các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo, đồng thời đề nghị cần rà soát bổ sung danh mục các dự án công trình cần thu hồi đất theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo tính chính xác, tránh điều chỉnh nhiều lần. Phát biểu tại phiên thẩm tra, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan tham mưu soạn thảo cần tiếp thu ý kiến của đại biểu, khẩn trương sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh nội dung dự thảo các báo cáo kịp thời trình tại kỳ họp thứ 14, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Nhân dân huyện Hà Quảng khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 11, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy chính quyền huyện Hà Quảng đã tập trung lãnh chỉ đạo, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 98,53% kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ước đạt 12 tỷ 876 triệu đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2022. Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 3 công trình, vận chuyển vật liệu cho 54 công trình, dự toán báo cáo kỹ thuật 36 công trình. Hỗ trợ trên 12 tỷ đồng cho 316 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở,
tổng thu ngân sách nội địa 13 tỷ 974 triệu đồng, đạt 63,81% kế hoạch. Thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư được 7 công trình. Tập trung xây dựng 5 công trình hạng mục nông thôn mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kỳ họp đã thông qua 25 báo cáo, biểu quyết nhất trí 4 nghị quyết về các nhóm lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tập trung làm rõ những kết quả đạt được, phân tích những nguyên nhân tồn tại khó khăn vướng mắc, đưa ra các giải pháp thực hiện thắng lợi 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tập trung các giải pháp thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, giảm nghèo và các chương trình mục tiêu quốc gia, xử lý nhanh những tài sản công sau sáp nhập, hỗ trợ kịp thời thiệt hại do thiên tai gây ra, tiếp tục quan tâm thêm xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các nhà văn hóa xóm, thực hiện tốt việc giám sát, giải quyết tốt kiến nghị của cử tri. Huyện ủy Thạch An vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch An đã cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp, thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10% một năm, ước thực hiện cả nhiệm kỳ tăng 13,9%, giá trị sản phẩm trồng trọt nuôi trồng thủy sản trên một đơn vị diện tích đạt trên 50 triệu đồng. Giai đoạn năm 2020-2023, toàn huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo là 16,98%, bình quân mỗi năm giảm 5,66%, đạt 153,2%. Nghị quyết Đảng bộ huyện giao. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 40%, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 5%. Mỗi năm, một xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 99,8% dân số được tham gia bảo hiểm y tế đã đạt kế hoạch. Đến nay, toàn huyện có 9 sản phẩm ô cốp 3 sao. Nửa đầu nhiệm kỳ có 9 hợp tác xã, 176 hộ kinh doanh cá thể được thành lập mới. Công tác xây dựng đảng đã kết nạp 262 đảng viên mới. Hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 90%, trên 85% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch An tiếp tục bám sát chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời đánh giá tình hình và bổ sung giải pháp thực hiện, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tập trung chuyển đổi sản xuất phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, xây dựng phát triển đồng bộ hạ tầng nông thôn, phát triển đô thị và các cụm dân cư theo đúng quy hoạch, tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội. Hội nghị đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 20 về mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Ngày 22 tháng 6, đoàn kiểm tra của tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình số 08 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn năm 2021-2025 tại Sở Nội vụ. Thực hiện chương trình số 08, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch thực hiện chương trình, chỉ đạo tuyên truyền quán triệt đến 100% đảng viên công chức, viên chức và người lao động của Sở. Sở đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đạt 100% chỉ tiêu mục tiêu số 5. Mục tiêu số 6 có 82,24% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn cao đẳng đại học, trên đại học. Các chương trình kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được xây dựng theo hướng cụ thể, theo chức vụ lãnh đạo quản lý và vị trí việc làm, vị trí quy hoạch. Từ năm 2021 đến nay, đã có 210 công chức viên chức các sở ban ngành
Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tham gia đào tạo sau đại học, 300 cán bộ chủ chốt cấp xã được đào tạo đại học. Sở Nội vụ đã chủ trì tổ chức 7 trên 11 lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Trung, đạt 100% kế hoạch đề ra. Riêng tại Sở Nội vụ, hiện nay đội ngũ công chức, viên chức có trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn năm 2021-2023. Sở đã cử 105 lượt công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chuyển đổi vị trí đối với 3 công chức. 100% lãnh đạo quản lý của đơn vị đã hoàn thành xây dựng chương trình hành động cá nhân. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, qua 2 năm triển khai thực hiện chương trình 08, bước đầu đã có những hiệu quả nhất định và đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn hạn chế và tính khả thi chưa cao. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, đối với những địa bàn đặc biệt thật sự khó khăn về nguồn nhân lực, cần có kế hoạch ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã để đạt chuẩn đại học, nhất là tạo điều kiện cho cán bộ dân tộc thiểu số ít người. Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát những vị trí cán bộ công chức, viên chức cần đầu tư đào tạo cấp chiến lược, đào tạo chuyên sâu, kỹ thuật cao ở các lĩnh vực được xác định là thế mạnh, đột phá của tỉnh, để có những tham mưu chỉ đạo sâu hơn tới các ngành chưa cử được cán bộ tham gia các loại hình đào tạo này, nghiên cứu những cán bộ có tiềm năng, năng lực nổi trội để xem xét, quan tâm đào tạo trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với những kiến nghị của Sở Nội vụ về cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học, chính sách thu hút nguồn nhân lực cao, đoàn kiểm tra tiếp thu và sẽ trình các cấp xem xét giải quyết. Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chương trình số 08 của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn, nhằm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn năm 2021-2025. Tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trong 2 năm qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 116 hội nghị truyền thông, phổ biến chính sách thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, tư vấn học nghề tại các huyện trên địa bàn tỉnh với hơn 27.000 người tham dự. Hàng năm tổ chức đào tạo nghề cho 13.270 học viên, đào tạo ngoại ngữ cho 345 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sau học nghề có khoảng 80% người có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng với năng suất, chất lượng cao hơn. Công tác gắn kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp được quan tâm thực hiện. Theo khảo sát năm 2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, có 11.377 người có nhu cầu đào tạo nghề, tập trung chủ yếu là nhóm nghề nông lâm nghiệp, thú y, chăn nuôi, xây dựng, du lịch, điện, cơ khí. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thiếu hoặc phù hợp với chương trình đào tạo. Sở kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân các huyện bố trí thêm giáo viên cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoàn thiện báo cáo, phân tích rõ trên từng mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của chương trình để chỉ ra những vướng mắc và giải pháp trước mắt về thiếu hụt giáo viên. Giao trách nhiệm rõ cho các huyện nâng cao mức giải ngân việc đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo nghề, đồng thời phải xác định tính toán kỹ về hiệu quả sử dụng. Bên cạnh đó, Sở cũng cần chú trọng phối hợp với các địa phương đơn vị quan tâm đến công tác tuyên truyền, khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động. Đối với những kiến nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp và trình các cấp xem xét. Huyện ủy Quảng Hòa vừa tổ chức hội nghị quy hoạch công tác cán bộ năm 2023, nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Dự hội nghị có đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng. Trên cơ sở rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, Huyện ủy Quảng Hòa đã tiến hành 3 hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt.
rà soát quy hoạch, xem xét bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định, thông qua danh sách dự kiến giới thiệu để bổ sung vào quy hoạch để lấy ý kiến tại các hội nghị, đồng thời giới thiệu nhân sự quy hoạch bằng hình thức bỏ phiếu kín đưa vào quy hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét giới thiệu lựa chọn nhân sự cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 đủ tiêu chuẩn, có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm và các điều kiện khác theo quy định. Qua đó, cán bộ đưa vào quy hoạch đều đảm bảo chất lượng, cơ cấu, độ tuổi. Sáng ngày 22 tháng 6, đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Cao Bằng về kết quả một số chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ đến năm 2025, giải pháp về những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn liên quan đến công tác triển khai lập thẩm định các quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo phân cấp, chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tuân thủ theo chỉ tiêu quốc gia phân bổ cho tỉnh. Việc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất từng bước đi vào nền nếp, tạo được sự chủ động và giải quyết kịp thời nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn. Tỉnh Cao Bằng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất về đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng còn lại đến năm 2025 và đến năm 2030 đã phân bổ cho tỉnh tại quyết định 326 của Thủ tướng Chính phủ. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã dành thời gian giải đáp làm rõ một số nội dung còn vướng mắc ở cơ sở liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đăng ký cấp giấy chứng nhận, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải đáp các kiến nghị đề xuất đối với công tác quản lý thu tiền thuê đất, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, công tác quản lý thu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường, trưởng đoàn công tác đã chia sẻ với những khó khăn của tỉnh trong việc triển khai thực hiện quyết định 326 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời ghi nhận việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của tỉnh Cao Bằng. Đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp toàn bộ các kiến nghị của tỉnh và sẽ rà soát báo cáo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có biện pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Sau 3 ngày giám sát tại huyện Thạch An và Bảo Lạc, Đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phát triển du lịch giai đoạn năm 2021-2025. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trước đó đơn vị đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Ban chỉ đạo các nội dung đột phá ban hành kế hoạch số 11 thực hiện nội dung đột phá về du lịch dịch vụ bền vững giai đoạn năm 2022-2025. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, ban hành nghị quyết 78 hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, đưa vào hoạt động 4 tuyến du lịch trải nghiệm công viên địa chất non nước Cao Bằng, thu hút du khách. Kết quả kinh doanh du lịch giai đoạn năm 2021, tháng 6 năm 2023, tổng lượt khách ước đạt hơn 2,4 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 1,3 tỷ đồng, công suất sử dụng buồng phòng ước đạt 33%. Cao Bằng có trên 300 cơ sở lưu trú, hơn 6.000 lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt đề án cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu du lịch Thác Bản Dốc, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo huy động các nguồn lực đầu tư, kêu gọi thu hút tu bổ, tôn tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu di tích quốc gia đặc biệt, các khu điểm du lịch trọng điểm. Đặc biệt là quan tâm chỉ đạo thực hiện Hội nghị Mạng lưới Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 8, các nội dung công việc phục vụ nhiệm vụ tái thẩm định danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng lần 2 vào năm 2025. Sau khi nắm tình hình phát triển du lịch giai đoạn năm 2021-2025, đoàn giám sát đề nghị Sở cần tăng cường tham mưu, phối hợp với các huyện có kế hoạch phát triển du lịch đồng bộ, nâng cao chất lượng tour tuyến, điểm đến hấp dẫn, đa dạng các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, nâng cao nhận thức người dân, góp phần thu hút khách du lịch đến Cao Bằng.
Tiếp tục chương trình kiểm tra giám sát thực hiện các công trình dự án phát triển giao thông nông thôn thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2025. Ngày 22 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải đến nắm tình hình triển khai khảo sát thực địa và làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc. Đoàn công tác kiểm tra thực tế hai công trình giao thông nông thôn phân cấp đầu tư cho Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân xã, tiến hành đo đạc đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện tuyến đường bê tông ngõ xóm Nà Van, xã Hồng Trị do Ủy ban Nhân dân xã làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ đồng. Công trình này được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù với quy mô công trình giao thông nông thôn cấp D. Hiện nay, tuyến đường cơ bản hoàn thành, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và trao đổi hàng hóa. Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra đường giao thông Khao Trang do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư với sự khẩn trương trong thi công, đến nay tuyến đường đã hoàn thành trước thời hạn. Qua kiểm tra các yếu tố kỹ thuật cơ bản đúng với thiết kế, chất lượng đảm bảo. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đề nghị huyện Bảo Lạc cần thực hiện tốt các giải pháp về giải ngân vốn đầu tư, ưu tiên các công trình chuyển tiếp, công trình đã đạt khối lượng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm. Tăng cường rà soát, đề xuất các phương án đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, kết nối vùng tạo động lực cho sự phát triển. Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, phát huy những điểm mạnh nhân rộng các mô hình phát triển giao thông nông thôn. Các phòng ban chuyên môn tăng cường kiểm tra giám sát, phối hợp với xã, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh ở cơ sở, tạo mặt bằng sạch để các dự án thi công. Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục khảo sát đánh giá thực tế tại các huyện Trùng Khánh, Hạ Lang, Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình và thành phố. Ngày 22 tháng 6, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị ký kết công tác phối hợp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo qua tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn năm 2023-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình kết quả phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, kế hoạch phối hợp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị thống nhất nội dung công tác phối hợp giữa ba đơn vị, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng. Các lực lượng công an, biên phòng, hải quan sẽ tăng cường hiệp đồng tác chiến, trao đổi cung cấp thông tin trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp nêu trên, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Huyện ủy Quảng Hòa vừa sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua 5 năm, Ban chỉ đạo 35 các cấp của huyện đã tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền nội dung của nghị quyết sâu rộng trong toàn đảng bộ huyện. Công tác đấu tranh xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn hộ nào theo các tổ chức bất hợp pháp này. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng đã tích cực chia sẻ các tin bài phản ánh về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội của huyện và tỉnh, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Phối hợp với các đơn vị đăng tải chia sẻ được 3.996 tin bài, 536 bình luận đấu tranh phản bác thông tin tiêu cực trên mạng Internet, mạng xã hội, đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, theo dõi đối với 65 trang nhóm tài khoản, xử lý 17 vụ việc liên quan đến tình hình an ninh mạng. Nhân dịp này, huyện ủy Quảng Hòa đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm vừa sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Sau tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị, ban ngành triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Tình hình kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả thành tích trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục tuyên truyền nhân dân sản xuất chăn nuôi, diện tích ao nuôi duy trì ổn định, đạt 38,39 ha. Toàn huyện trồng mới 496,56 ha rừng, đạt 165% kế hoạch. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 7 tỷ, bằng 35,02%. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao, lĩnh vực tài nguyên môi trường không phát hiện các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, thu ngân sách trên địa bàn 28 tỷ 828,486 triệu đồng, đạt 34,16% dự toán tỉnh giao. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, huyện Bảo Lâm tiếp tục triển khai các giải pháp tận thu ngân sách, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình trồng cây có giá trị kinh tế cao. Huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới tại các xã phấn đấu về đích năm 2025, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, hỗ trợ học sinh ở vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Sáng ngày 22 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Hội Người mù tỉnh tổ chức trao bò cái sinh sản cho 3 hộ nghèo trên địa bàn xã Tự Do, huyện Quảng Hòa. Theo đó, 3 hộ nghèo được nhận bò cái sinh sản là các hội viên của Hội Người mù huyện Quảng Hòa. Mỗi con bò giống trị giá 15 triệu đồng đã được trao tận tay 3 hộ nghèo. Tổng kinh phí thực hiện 45 triệu đồng được trích từ quỹ vì người nghèo. Theo kế hoạch, trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai trao bò cái sinh sản cho 20 hộ nghèo là hội viên của Hội Người mù và Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Đến nay đã trao được 10 hộ. Việc trao bò giống sinh sản cho các hộ nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện là việc làm ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của các cấp ngành trong việc chung tay giúp đỡ các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Huyện Hà Quảng phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện giọt hồng trao đời sự sống năm 2023. Ngày hội thu hút hơn 280 tình nguyện viên là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên thanh niên, các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đăng ký tham gia. Trước khi hiến máu, các tình nguyện viên đã được khám sàng lọc, xét nghiệm máu, kiểm tra sức khỏe. Qua khám sàng lọc có 154 tình nguyện viên đủ điều kiện hiến máu. Ban tổ chức đã tiếp nhận 154 đơn vị máu đạt chuẩn, bổ sung vào ngân hàng máu phục vụ cấp cứu cho bệnh nhân, trong đó một số tình nguyện viên đã nhiều lần tham gia hiến máu. Đây là hoạt động thiết thực khơi dậy lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội về phong trào hiến máu tình nguyện. Sáng ngày 22 tháng 6, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm hỏi động viên gia đình đoàn viên công đoàn không may xảy ra hỏa hoạn. Trước đó, ngày 21 tháng 6 năm 2023, tại số nhà 20 tổ 10 phường Ngọc Xuân, thành phố đã xảy ra vụ cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực sinh hoạt của gia đình, bao gồm 2 tầng trệt và 1 tầng âm. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi và làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị với tổng thiệt hại ước khoảng 350 triệu đồng. Nguyên nhân xác định ban đầu do chập điện. Có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình đoàn viên công đoàn cơ quan bị thiệt hại do hỏa hoạn, sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.